Vâng, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Minh Phú Ô Tô. Hôm nay Minh Phú Ô Tô sẽ review cho các bác toàn bộ cái mẫu xe hatchback có mặt tại cửa hàng nhà Minh Phú ngày hôm nay bác nhé. Các bác mà ok chiếc hatchback nào của Minh Phú giới thiệu hôm nay thì hãy điện thoại ngay cho Minh Phú theo số 0787585336, hoặc mời các bác có thể đến xem xe trực tiếp tại Bạch Đằng, Kinh Môn, Hải Dương. Bây giờ mời các bác đi vào từng chiếc một. Đấy, trước mặt các bác đây là chiếc Kia Morning. Kia Morning này là sản xuất 2013 bác nhé. Đấy, xe thì sơn chi rất là sạch đẹp rồi. Đấy, bên em đang giảm giá kích cầu mùa hè nhé, để cho các bác về đi đỡ nắng nóng nhé. Xe này bên em đang bán giá 180 triệu bác nhé. Đấy, xe này đã được trang bị 4 răng đúc rồi. Đấy, điều hòa mát sâu, côn số ngọt ngào, xăng thì ăn rất là tiết kiệm bác nhé. Dòng Morning này thì xăng rất là tiết kiệm xăng. Đấy. Đấy, xe đã được trang bị ghế da hết bác nhé, ghế da màu đen rất là đẹp, đồng bộ. Đấy, trần nỉ được bọc ni lông từ mới. Đấy, táp lô táp ly rất là mới đẹp bác nhé. Đấy, dòng này đã là gương kính chỉnh điện theo xe hết rồi bác nhé. Đấy, chỉ có hơn 100 triệu các bác đã sở hữu chiếc xe. Tiếp theo đây nữa là chiếc i10 bác nhé. i10 này là 2015. Đấy, đăng kiểm thì còn dài lê thê bác nhé. Đến tháng 11/2021 mới phải đăng kiểm lại bác nhé. Đấy, chiếc này là biển Hải Phòng. Đấy, xe là rất là chất lượng, rất là chất bác nhé. Đấy, form dáng keo chỉ zin nguyên. Keo chỉ 4 cánh zin nguyên bác nhé. Xe này thì đã được trang bị ghế da rồi, ghế da cải màu hai màu rất là đẹp. Gương kính chỉnh điện bác nhá, điều hòa mát sâu, côn số ngọt ngào, xăng này ăn như ngửi. Đã được lắp màn hình cam lùi đầy đủ bác nhá, khóa khiển từ xa. Đăng kiểm dài lê thê đây bác nhá. Tiếp theo cái xe i10 này thì bên em đang bán với giá là 215 triệu bác nhá. Tiếp theo này nữa là chiếc Kia Morning sản xuất 2005 nhập khẩu bác nhá. Xe này là bản số tự động. Số tự động thì đã được trang bị 4 đăng đúc theo xe này. Ông này là gương kính chỉnh điện hết rồi bác nhá. Đấy, có túi khí an toàn cho người lái nhá. Đấy, táp lô táp ly thì mới như 218 bác nhá. Xe này thì không một ngày taxi dịch vụ nào bác nhá. Đấy, túi khí an toàn này. Đấy, bác nhìn xe rất là mới nhá. Xe táp đi táp lô bên trong rất mới. Đấy. Đấy, bác xem những cái đồ nhựa nó còn rất là mới. Đấy. Đấy, ghế da lỉ cao cấp theo xe nguyên bản luôn bác nhá. Đấy. Bác nhìn này, màu lỉ ở ghế mới lỉ cải táp ly cửa nhá, là cùng một loại luôn. Đấy, nội thất rất là sáng đẹp. Đấy, trần nguyên bản giữ gìn rất là sạch như là trần mới bác nhé. Đấy, chiếc xe đẹp long lanh, không có điểm gì để chê. Chiếc này đã được trang bị cam lùi đầy đủ nhé. Đấy, có cả cản sau đấy nhé.
Chiếc này bên em đang bán với giá là 158 triệu các nhé. Tiếp theo đây nữa cũng là chiếc Kia Morning 2005 nhập khẩu các nhé, cũng là bản số tự động. Đấy. Xe này cũng đã trang bị la răng đúc theo xe. Đấy, sơn xi rất là sạch đẹp rồi, các bác sắm về chỉ việc chạy thôi. Đây, xe này cũng rất là mới bác nhé. Tắp ly rất là sạch đẹp. Con này cũng như phiên bản con vàng cam nguyên thôi bác nhé, vàng đồng nguyên thôi nhé. Đấy, cũng túi khí người lái, gương kính chỉnh điện. Đấy, ghế da, ghế thì đã được bọc da giả bò. Ghế giả da bò rất là sang trọng bác nhá, như là ghế của Lexus. Đấy, trần cũng rất là mới đẹp nhá. Xe này bên em đang bán với giá 152 triệu bác nhá. Cũng trang bị đầy đủ màn hình cam lùi nhá, cản đằng sau nhá. Đấy là bốn chiếc xe hatchback Minh Phú giới thiệu cho các bác cho ngày hôm nay nhé. Đấy, các bác hãy mau chóng sở hữu đấy một chiếc để đi lại cái mùa nắng nóng ở miền Bắc này bác nhé. Bác nào mà xem video clip của em lần đầu thì cho em xin nút ấn đăng ký kênh và đừng quên ấn nút rung chuông để mỗi lần bên nhà em về mẫu xe mới em sẽ quay phục vụ các bác. Các bác ở xa có thể gửi tiền đặt cọc, em sẽ chuyển xe vào, khi nào các bác nhận được xe thì chuyển nốt tiền cho em. Đấy, bên nhà em thì còn rất nhiều các mẫu xe khác nữa nhé. Vâng, xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video clip của em. Xin chào, hẹn gặp lại lần sau.